12 trường phổ thông trung học NA thuộc huyện Bình Chánh. Theo lời kể của chị H, mẹ nạn nhân, thì em M đi học thêm vào tối ngày 20 tháng 6 đến nay vẫn chưa về và hoàn toàn không liên lạc được. Hiện công an địa phương đang phối hợp cùng với nhà trường và gia đình để truy tìm tung tích nạn nhân. Cô là người? Không phải ma. Vậy cô là ai? Tại sao lại vô nhà tôi? Nè, ôi trời ơi, cô bị thương nặng quá, để tôi băng bó cho. Người ta đụng cô rồi bỏ chạy đúng không? Bởi ta nói á, dạo này mấy anh xe độ á chạy xe mất dạy lắm. Ủa, còn đi học hả? Học chuyện nào mà khuya lơ khuya lắc vậy hả? Coi như chưa nói gì đi. Sao xong rồi nè, xong rồi nè. Đó, để coi coi. Dễ thương quá ta. Nhà cô ở đâu? Cô không nói tôi đưa cô vô bệnh viện đó nha. Bên phải. Cái cô này. Mà nè, tôi cũng là dân chơi xe đổ nha. Hôm vô. Bây giờ vàng thao lẫn lộn lắm, nhìn vậy không phải vậy đâu, nhiều khi là ma không chừng. Anh ơi cứu em nè, anh ơi em đi nè, em nè, cứu em với anh cứu em nha. Trời ơi, chó, thấy người ta kêu cứu muốn chết không cứu chó.
nữa mẹ thấy bà luôn. Bà làm gì cũng như bà nhỏ nào. Không phải đâu bà. Biết chửi vậy chắc phải ma đâu. Ma nết nói lắm. Cô làm tôi hết hồn rồi. Tới rồi. Ở đâu? Ở đây hả? Bỏ xe lại. Bỏ xe lại? Cô nghĩ sao vậy? Ai có xe cho tôi? Xe tôi mà có mệnh hệ gì á, tôi thề với cô từ nay không bao giờ làm chuyện tốt nữa. Tôi dắt cô vô nhà. Ê, ê, anh lên. Gì vậy? Đừng cảm kích tôi. Tôi ít khi nào làm chuyện tốt lắm. Tại vì thấy cô tội nghiệp nên tôi bỏ mặc cô không quá đành. Mà nè, ví dụ mà ba má cô mà có hỏi á thì cô cứ nói á tôi là người yêu của cô. Con nữa, mày đúng là không làm được cái gì hết. Để tao. Anh ơi, thôi em không làm nữa đâu. Mày em đi. Càng làm tôi càng thêm nặng đó. Mày êm đi, chuyện này không phải một mình mày làm. Tính ra đầu thú rồi đi tù cả đám hả? Nhưng mà nhớ cái gì? Em sợ. Tao giết mày đúng không? Em sợ. Đâu lẹ đi, trời sắp sáng rồi. Dạ. Người đây, mày đi kiếm củi đốt cho bao rồi. Dạ. Mở lên.
Nạn nhân M là học sinh lớp 12 trường trung học dân tộc NA, quận huyện Bình Chánh. Theo lời kể của chị H, mẹ nạn nhân, thì M đi học lớp vào tối ngày 20 tháng 6 đến học 10 giờ và quay lại với nhà cô. Cô cho bạn bị thương và cùng với thầy.